Chị Hạnh, ngồi xuống nặng đây. Vậy mà chị cầm nổi hả? Không sao đâu. Bây giờ đi tắm, thay đồ, rồi nghỉ ngơi cho khỏe, hiểu chưa? Mày thương nó như vậy, mà nó có biết thương mày không? Hả? Đồ nặng như vậy mà để mày xách khệ nể lên cầu thang một mình vậy đó hả? Con nghĩ đi, từ nhỏ đến giờ mẹ có để con làm nặng một cái gì không? Cái ly nước mẹ cũng bưng lên miệng cho con uống mà. Dạ con biết rồi. Con biết mẹ là một người mẹ tốt nhất trên đời. Nè, hồi nãy con Hạnh nó trả tiền hết nhiêu vậy? Trong bóp nó còn tiền không? Dạ, con cũng không biết nữa. Nhưng mà tại giờ con nói là không còn đủ tiền nên con trả. Đồ ngu. Con nói gì? Hồi nãy đứa nào trả tiền? Dạ, con. Hạnh. Dạ. Ra biểu. Gì vậy mẹ? Ra đây. Mẹ. Dạ. Tránh ra. Gì vậy? Mẹ. Anh. Sao mẹ thắt vợ con? Mẹ hai, bớt nóng đi. Có gì từ từ nói mẹ hai. Mày ngồi xuống. Mày giỏi lắm. Tao không ngờ. Trước đây tao thấy mày hiền lành thật thà, tao mới cưới mày cho thằng Sang. Bây giờ mày còn dở chiêu dở trò ra với tao hả? Thằng Sang nhà tao tốt nghiệp đại học. Nó đẹp trai, giỏi giang, có công ăn việc làm. Con gái nhà lành theo nó cả bầy. Còn mày, mày nhìn lại mày đi. Thẳng đuột từ trên xuống dưới như con cá rô đực vậy đó. Tiêu chuẩn kiếm dâu của tao là ngực to, mông nở, để có nhiều con cái cho nhà này. Còn mày á, cái thứ dẹp lép như lá lúa như mày vậy đó. Không chừng nhà tao phải tuyệt tự tuyệt tôn vì mày á. Mẹ, cái đó mẹ khỏi lo đi. Tụi con sẽ sống có cháu cho mẹ mà. Thôi đi. Mày tối mắt tối mũi gì mê nó rồi. Giờ này mày còn coi tao ra cái gì nữa hả? Đứa nào chấp nhận làm dâu nhà này là phải răm rắp nghe theo lệnh của tao. Đừng có mong mà nhảy qua đầu tao leo lên đầu mày. Mẹ, mẹ nói gì kỳ vậy? Gia cảnh nhà mày cũng không có khá giả gì, nhưng mà tao đã không chấp nhất. Tao cưới mày về dễ dàng mà. Một cái áo cưới mấy triệu bạc tao cũng bỏ tiền túi mua cho mày. Mày đòi cái gì tao chiều mày cái nấy. Tao chỉ mong mày thật thà ngoan ngoãn thôi. Bây giờ mày xấu bụng hẹp hòi, mày tính toán với gia đình chồng như vậy hả? Nhưng mà con đã làm gì sai hả mẹ? Con làm gì sai hả? Tao kêu mày đi mua đồ, tại sao mày bắt thằng Sang trả tiền hả? Tại vì lúc đó con không có đủ tiền nữa. Thì con, lúc đó anh Sang mới trả tiền giùm con. Nhưng mà là vợ chồng với nhau rồi thì ai mua cũng như vậy thôi mà. Tiền ai không cũng như vậy được. Tiền của thằng Sang từ xưa đến giờ, tiền lương của nó là đưa cho tao đủ, không thiếu một cách nào. Còn mày, mày đưa cho tao đồng nào chưa? Mẹ, chuyện đó là do chính con dành trả tiền, chứ đâu phải là lỗi của vợ con đâu mẹ. Mà con thấy chuyện đó cũng đâu có gì mà mẹ làm quan trọng quá vậy. Là làm sao? Tức là từ bây giờ trở đi, bao nhiêu tiền lương là mày cống nạp cho nó hết hả? Cha mẹ mày ăn ở làm sao mày cũng không thèm quan tâm đúng không? Mày Hạnh. Hạnh Sang.